biểu, tiêu dự hơi hùng hơi. Anh họ, đi câu cá không? Ôi trời, anh họ, làm to chuyện vậy cơ à? Không nói nhiều nữa, lên xe nhanh nào. Hôm nay đưa cậu đi câu con to, có được không đấy? Điểm câu bí mật cậu biết rồi mà. Ôi trời, bắt đầu thôi, bắt đầu thôi. Anh họ, điểm câu này là tôi dùng tìm long phân kim mà xem ra đấy. Dưới điểm câu toàn là cá lớn. Cậu đừng có mà tiết lộ lung tung nhé. Ôi trời, anh họ, cậu nói thế là sao? Chẳng lẽ cậu còn không tin tôi sao? Bố ơi, đây là cái gì vậy? Đám người câu cá kia lại dám đến đây à? Lần trước đã câu mất con 97 và con 99 của tôi rồi. Nỗi đau mất con, hôm nay nhất định phải trả thù. Đến đây nào, bọn câu cá. Hãy đấu tay đôi nào. Đúng rồi, anh họ quen cậu bao lâu rồi? Tôi vẫn chưa biết cậu là người ở đâu. Người Quảng Tây đấy. Ừ, Quảng Tây là tỉnh nào nhỉ? Ôi trời, anh họ, cậu còn không biết Quảng Tây à? Anh Chu, cậu biết không? Đừng nói gì, tôi có linh cảm có điều gì đó đang xảy ra. Mới câu được bao lâu đâu mà. Ta, mèo ơi, giúp tôi, nhanh giúp tôi, tự mình cầu phúc đi nhé. Tôi cũng câu được con cá to rồi. Không lý nào, tại sao cậu ấy lại câu được cá to cùng lúc chứ? Chắc chắn là một con cá cực kỳ lớn. Nó đã ăn hết mồi của chúng ta. Và nó nhảy lên, ít nhất cũng phải nặng hơn 100 cân. Thật là vậy à? Na à, có phải các cậu không dùng đủ sức không? Tôi đã dùng hết sức lực rồi đó. Xem tôi đây. Những người câu cá này thật khỏe ghê. Nhưng tôi lớn lên nhờ ăn mồi câu mà. Anh Biểu, hay là chúng ta bỏ cuộc đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Người câu cá có hồn câu cá. Dù có gãy cả hai tay, tôi cũng không có ý định bỏ cuộc trong đầu. Biểu cứu tôi, tôi không biết bơi đâu. Rất tốt, khi xuống nước, cậu chẳng khác nào con cừu non chờ bị phải dạy dỗ cậu một bài học đích đáng mới được. Anh Biểu đâu rồi? Ha ha. Cậu khóc à chị? Anh Biểu chưa chết mà. Tôi sót cho cần câu của mình thôi. Đó là món quà từ người yêu cũ của tôi mà. Ha ha. Câu A Biểu yêu cần. Im lặng đi, cứu anh Biểu là việc quan trọng. Rất tốt, các người chuẩn bị chết đi. Những người câu cá, tất cả đều tại những người câu cá đã khiến tôi mất cả hai con của mình. Cậu điên rồi à? Cắn tôi là hả tôi ra. Tiểu Tĩnh Kiện, tôi sẽ đến cứu các cậu ngay lập tức. Vừa nãy đó là cái gì vậy? Là anh Biểu à? Anh Biểu đúng là mạnh mẽ. Anh Biểu, hóa ra anh lợi hại vậy sao? Xuống nước và bắt lại con cá lớn luôn. Người Quảng Tây bơi giỏi vậy sao? Anh Biểu, tôi đã hiểu lầm anh. Tôi cứ tưởng anh bị cuốn đi khi rơi xuống nước cơ. Chỉ là thao tác cơ bản thôi. Đừng ghen tị với tôi nhé. Tôi chỉ là một huyền thoại thôi. Con cá này lại còn khỏe vậy. Không lạ gì khi nó có đủ sức kéo cả ba chúng ta xuống nước. Nhưng mà, anh Biểu, dấu vết trên mặt anh là sao vậy? Anh Kiệt à? Anh Kiệt là anh Kiệt. Là vì tôi nín thở dưới nước quá lâu đó. Anh Sở, anh hai người biết điều quan trọng nhất sắp tới là gì không? Hành, gừng, giữ đun dầu trong chảo. Cá hấp, cá kho, canh đầu cá. Ôi trời, tôi chảy nước miếng rồi đây. Này, đây có phải là điều quan trọng nhất không? Ôi trời, anh Biểu, câu được cá mà không ăn thì làm gì nữa chứ? Điều quan trọng nhất tất nhiên là